Chào mừng các anh chị và các bạn lại đến với Quyên Lê Channel. Trước mặt mình đây là những cái ấm mua kapok thì nó rất là gọi là phổ biến ở các nước châu Âu và kể cả Úc. Nhà nào cũng phải có một cái ấm mua kapok này. Thì tại sao vậy? Bởi vì người ta là xứ ôn đới, ta uống cà phê là người ta uống nóng, cho nên là cái dụng cụ pha cà phê nóng thì phải nói ấm mua kapok là một cái thứ rất tuyệt vời để cho các bạn ra một cái cà phê vừa đậm vừa thơm vừa nóng ha. Và ở Việt Nam chúng ta là một xứ nhiệt đới cho nên chúng ta lại hay uống cà phê đá, cho nên uống cái này nóng thì chúng ta lại không quen. Do đó là nó không thịnh hành ở những đất nước nhiệt đới như chúng ta. Nhưng mà trải qua nhiều cái lần mà mình thử nghiệm rồi thì mình nói chung với các anh chị và các bạn là mình vẫn thích uống cà phê nóng buổi sáng. Buổi sáng là mình phải uống cà phê nóng, dù trời có nóng mình vẫn uống cà phê nóng. Bởi vì nó giống như là nó được thưởng thức cái vị cà phê nó rất là nguyên bản và tuyệt vời. Quá nhiều lần thử nghiệm thì mình sẽ làm ra cho các anh chị và các bạn những cái ly cà phê mocha pot, sẽ hướng dẫn với các anh chị về cái mocha pot làm sao cho một cái ly cà phê thật sự mà gọi là hưng phấn và kích thích. Nhưng mà mình lại nhớ là lần trước mình có làm một cái ấm mocha pot rồi thì một số anh chị em là có comment ở bên dưới là pha cái này nó bị khét, uống không có được, nó nóng, nó khét, khó chịu lắm. Rồi một số người comment lại thêm là vì nó đun sôi mà nhiệt độ trên 100 độ nó khét. Xin thưa quý anh chị và các bạn là không có thể nước nào làm cho cà phê nóng cỡ nào cũng không thể làm cho cà phê khét được. Vì các anh chị hình dung đi, khi chúng ta rang cà phê á, thì nhiệt độ mà để cho hạt cà phê nó chín á, thì nó phải trên 200 độ C, thậm chí tới 220 độ C lận. Còn khi chúng ta đun nóng như thế này á thì các anh chị biết rồi, ở nhiệt độ bình thường á, ở một cái áp suất bình thường thì nó nóng khoảng 100 độ, mà nếu mà chúng ta đậy kín vậy tăng áp suất thì nó có quá lắm thì nó lên 125 tới 135 độ C rồi, cũng không thể nào làm cho cà phê nó khét được hết. Vậy thì điều gì làm cho cà phê khét? Thì qua rất là nhiều lần thì mình rút ra có hai thứ để làm cho cà phê khét. Thứ nhất đó chính là chất lượng hạt cà phê các bạn dùng nó quá tồi. Khi cái chất lượng mà nó quá tồi á thì nó có mùi cao su nè, mùi đất nè, mùi nhựa nè. Mà khi mình chiết xuất mà nó với một cái nhiệt độ nó cao như vậy thì những cái mùi đó nó rất là dễ ra, nó khiến cho chúng ta cảm thấy khét. Và điều thứ hai nữa là tỷ lệ. Mà khi cái tỷ lệ nước mà nhiều thì chúng ta dễ bị chiết xuất nó quá mức đi. Mà quá mức có nghĩa là mình chiết xuất nhiều chất ở trong cà phê ra, nó làm cho cái mùi cà phê mình cảm thấy khét. Vì thế cho nên hôm nay mình sẽ nhân tiện đây thì trước khi mà hướng dẫn cho các anh chị và các bạn làm cái mocha pot mà ra một cái ly cà phê mà gọi là ưng ý nhất á, thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn về lại cho các anh chị và các bạn, cái bài cao hơn cái bài nhập môn hôm trước. Đó là hồi trước mình sẽ làm là chỉ có 3 yếu tố ảnh hưởng tới cái việc pha chế, đó là nhiệt độ, thời gian và độ mịn. Thì hôm nay mình sẽ bổ sung thêm 2 yếu tố đó nữa là chất lượng cà phê và tỷ lệ chúng ta mong muốn, để thành 5 yếu tố căn bản nhất. Và từ đây chúng ta sẽ cân chỉnh để làm sao ra nó hiệu quả hơn và chúng ta hiểu sâu hơn cà phê. Kể cả khi các bạn pha chế tại nhà hay là các bạn bán quán hay là các bạn kinh doanh thì đều cần hiểu dụng hết. Trở lại với 5 yếu tố thì mình bổ sung thêm 2 yếu tố. 3 yếu tố kia thì các anh chị có thể coi ở video trước. Và 5 yếu tố này bắt đầu mình sẽ lấy một cái yếu tố gọi là yếu tố tiên quyết hay là yếu tố nội tại, thì mình lấy chất lượng cà phê lên làm đầu. Thì khi mình lấy chất lượng cà phê làm đầu thì các anh chị sẽ hiểu là chúng ta đang có cà phê gì. Cà phê Robusta hay Arabica, chúng ta có cà phê chất lượng cao hay chúng ta có cà phê chất lượng trung bình hoặc là thấp. Chúng ta có cấp độ rang nhạt hay là rang đậm. Đó là những bản chất của hạt cà phê. Và chúng ta khi chúng ta có bản chất cà phê như vậy thì chúng ta sẽ bước tiếp theo, chúng ta sẽ chọn lựa cái tỷ lệ mà chúng ta mong muốn. Bởi vì sao các anh chị các bạn? Tỷ lệ nó phụ thuộc vào, khi chúng ta chọn tỷ lệ có nghĩa là nhiều nước hay ít nước. Nếu nhiều nước thì nó loãng, mà ít nước thì nó đậm đặc. Nhưng cho dù có nhiều nước hay ít nước thì một cái nguyên tắc cơ bản trong cân bằng có nghĩa là chúng ta không được chiết xuất quá 22% và cũng không thể được chiết xuất dưới 18%. Đó là nguyên tắc chung. Thì lâu lâu thì mình có thể sai xa con số đó chút xíu cũng được, nhưng nguyên tắc đó là nếu dưới 18 thì ta gọi là
under. Mà nếu mà trên 22 người ta gọi là over. Thì dù ở tỷ lệ nào đi chăng nữa thì các anh chị và các bạn cũng phải chiết xuất từ 18-22% thôi. Mà nếu thích nhiều nước, thích nhạt thì chúng ta cũng phải chỉ 18-22. Mà thích có đậm thì cũng chỉ 18-22. Đó là nguyên tắc cân bằng. Nếu dưới 18, thường chúng ta chiết xuất ít nước thì nó sẽ thông thường nó sẽ dưới 18. Bởi vì ít nước mà nó ít chất ra thì nó 18 dễ dễ under. Mà thường mà chúng ta sử dụng nhiều nước á thì sao? Nó sẽ chiết xuất nhiều, nó sẽ trên 22 thì nó dẫn tới over. Đó. Vì thế cho nên để cân chỉnh nè, chúng ta tiếp theo thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ cân chỉnh cái độ mịn của nó để phù hợp với tỷ lệ mà chúng ta cho phép. Nếu nhiều nước thì sao? Nếu nhiều nước thì chúng ta phải xay thô hơn chút xíu. Và nếu mà ít nước thì sao? Thì chúng ta phải xay mịn hơn một chút xíu. Đó là nguyên tắc. Và thứ ba, thứ tư nữa, khi độ mịn nó có rồi thì chúng ta sẽ tiếp theo. Nếu quá mịn thì các anh chị sử dụng nhiệt độ cao hay thấp? Tất nhiên quá mịn thì chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ thấp hơn. Và nếu mà nó thô thì chúng ta sẽ sử dụng nhiệt độ cao hơn. Tuy nhiên ở đây nó có một cái gợi ý cho các anh chị và các bạn. Ở phần nhiệt độ và độ mịn nó tương quan với nhau như thế này. Thường nếu mà chúng ta muốn đậm thì chúng ta sẽ lấy độ mịn mịn. Mà chúng ta muốn hương nhiều thì chúng ta sẽ lấy nhiệt độ cao. Cho nên ở đây nhiệt độ mịn và nhiệt độ nó có tương quan với nhau như thế này. Nếu các bạn anh chị và các bạn muốn thiên về hương thì chúng ta nên tăng về nhiệt độ để lấy hương và giảm độ mịn, độ thô nó thô hơn. Còn các anh chị mà muốn lấy đậm vị thì các anh chị phải xay mịn hơn và nhiệt thấp. Bởi vì nếu mịn mà nhiệt còn cao nữa thì dễ over, dễ quá mức. Mà nếu mà thô mà còn thấp nữa thì nó lại dễ bị under. Cho nên giữa hai yếu tố này, cái này lớn lên thì cái kia phải nhỏ lại. Càng mịn thì nhiệt độ kể càng thấp và càng thô thì nhiệt độ càng cao hơn. Thì hai cái yếu tố này, cái cao cái thấp vậy thì nó mới balance lại, mà cái thấp cái cao vậy thì nó mới cân bằng. Đó là cái nguyên tắc. Rồi, khi chúng ta có tất cả bốn yếu tố thì yếu tố còn lại là yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian ở đây là khi chúng ta lâu thì chúng ta sẽ dẫn tới việc là chúng ta sẽ chiết xuất nó quá mức. Mà chúng ta nhanh thì dễ dẫn đến việc chúng ta chiết xuất nó bị gọi là under, là không tới. Cho nên là năm yếu tố này là năm cái yếu tố tiên phong, năm cái yếu tố tiên quyết mà dựa trên chất lượng cà phê, và chúng ta có một cái điều chỉnh cho nó hợp lý. Để thực tế hóa vấn đề thì mình sẽ hình dung ra như thế này để cho các bạn hiểu ha. Nếu mình lấy chất lượng cà phê làm là yếu tố nội tại, yếu tố tiên phong, thì mình sẽ phải chỉnh tỷ lệ nhiệt độ, độ mịn và thời gian làm sao cho nó tương ứng để chúng ta ra một ly cà phê nó hoàn hảo. Ví dụ tỷ lệ nhiều nước và ít nước, độ mịn thì cực mịn và cực thô, nhiệt thì cao và thấp, và thời gian thì ở đây là lâu và mau. Nó đang cứ đi theo vào cái chiều hướng qua bên phải là càng tăng, mà qua bên trái thì nó càng giảm. Ở đây là mức trung bình, mức trung bình. Thì đối với chất lượng cà phê chúng ta sẽ làm sao? Nếu như càng về phía bên phải thì chúng ta sẽ càng sử dụng cho pha cà phê Arabica. Càng về phía bên phải là chúng ta càng về Arabica. Càng về phía bên trái thì chúng ta càng Robusta. Có nghĩa là hạt rô chúng ta sẽ sử dụng ít nước, thô hơn, nhiệt độ thấp hơn và mau hơn. Còn hạt Arabica chúng ta sẽ sử dụng là tỷ lệ nhiều nước hơn, mịn hơn, cao hơn và lâu hơn. Đó là cách mà chúng ta tùy vào cái chất lượng hạt cà phê và chúng ta sẽ chọn cái phương pháp pha chế. Chúng ta sẽ chọn cái thông số này. Rồi, thứ hai là nếu mà về cấp độ rang thì tiến về đây thì chúng ta là cấp độ rang đậm, và tiến về đây là cấp độ rang nhạt. Càng nhạt thì chúng ta sẽ cần nhiều nước hơn, mịn hơn, nhiệt độ cao hơn và lâu hơn. Càng về đậm thì chúng ta sẽ cần ít nước hơn, thô hơn, nhiệt độ thấp hơn và chúng ta chiết xuất mau hơn. Rồi thêm một cái nữa là nếu mà chất lượng tốt xấu, thì nếu cà phê chất lượng tốt thì chúng ta sẽ tiến về phía bên phải, có nghĩa là
nhiều nước hơn, tỷ lệ mịn hơn, cao hơn và lỏng hơn, nếu nó là cà phê chất lượng tốt. Và nó nghiêng về đây, đó là chất lượng càng xấu hơn thì chúng ta sẽ thiên về cái phía bên trái hơn. Thì các anh chị và các bạn, đó là tất cả những gì về bí kíp pha chế mà mình có thể nghĩ ra, mà các anh chị rất là dễ dàng để chọn lựa. Sau này các anh chị và các bạn trong tay có một loại cà phê không được, chỉ là Robusta thôi, rang đậm và xấu, thì mình sẽ chọn khúc này. Nếu Robusta rang nhạt hơn và tốt thì mình tiến về bên này chút xíu. Nếu Robusta rang đậm mà tốt nữa thì chúng ta có thể nhích về đây tốt. Còn nếu Robusta xấu thì chắc chắn xấu thì các anh chị phải về phía bên này rồi. Ngược lại, nếu chúng ta có Arabica và rang đậm và chất lượng xấu thì dĩ nhiên chúng ta đã Arabica đậm và xấu thì chúng nó không còn nằm đây nữa mà nó phải nhích về phía bên này. Cho nên ba yếu tố kiểu hạt gì, rang như thế nào và chất lượng như thế nào thì chúng ta sẽ tùy đây và chúng ta già giảm như thế này. Nhưng tất nhiên là càng Arabica càng rang nhạt càng tốt thì dĩ nhiên nó phải nằm đây rồi. Càng Robusta rang đậm càng xấu ra thì dĩ nhiên nó nằm ở phía này rồi. Còn ở những khúc còn lại là tùy chúng ta cân chỉnh giữa cái ba yếu tố về độ đậm, độ đậm nha, chất lượng tốt xấu và bản chất A và H Pro. Đây là rất căn bản để các anh chị và các bạn nắm vững. Và khi hiểu được như thế này thì cà phê rang ra sẽ, cà phê pha ra sẽ không còn khét như các anh chị và các bạn nghĩ, bởi vì nó không bị quá mức thì nó không có vị khét được, nó không có cái mùi khét được. Rồi, hy vọng là cái bài này và hướng cho các anh chị và các bạn sẽ suy nghĩ về định hướng cho các anh chị và các bạn dựa trên chất lượng của hạt cà phê như thế nào thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ, chọn cái tỷ lệ để chúng ta pha chế. Từ tỷ lệ chúng ta pha chế thì chúng ta sẽ quyết định độ mịn của chúng ta pha chế. Từ độ mịn chúng ta pha chế thì chúng ta sẽ quyết định nhiệt độ của chúng ta pha chế. Nhiệt độ chúng ta pha chế sẽ quyết định thời gian chúng ta pha chế. Tại sao vậy? Chỉ vì các anh chị chỉ nhớ một điều thôi, đó là mọi thứ nó phải nằm ở trong một điểm cân bằng. Có nghĩa là chúng ta dù ở bất kỳ tỷ lệ nào, cao hay thấp, loãng hay nhạt thì mình không cần biết, thì nó phải chiết xuất từ 18 cho tới 22% chất hòa tan có trong cà phê. Nghĩa là nếu mình lấy 100 gram cà phê ở đây thì mình chỉ lấy được là 18 gram cà phê và 22 gram cà phê là tối đa. Nếu mình lấy hơn 22 gram cà phê thì nó gọi là over, thì nó gọi là quá mức, nó làm cho chúng ta cảm thấy đắng, gắt, khét, khó chịu. Còn nếu mà chúng ta chiết xuất ít hơn 18% thì nó gọi là under, có nghĩa là nó làm cho tụi mình cảm thấy là lỏng lẻo, nhạt nhòa, chua lét, không có hương. Thì đó là một nguyên tắc hết sức các bạn. Cho dù mình chỉ nhắc lại, cho dù ở bất kỳ tỷ lệ nào cũng được, mình không cần biết, nhưng mà các anh chị phải cân chỉnh nhiệt độ, độ mịn, nhiệt độ và thời gian để lấy được 18 đến 22% chất hòa tan ở trong cà phê ra thì nó mới đạt được sự cân bằng. Đó tất cả là một bí kíp pha cà phê. Rồi, nếu các anh chị cảm thấy hay thì đừng quên share, like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng thường xuyên vào 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.